Cái nền nó không đều quá chứ. Mẹ chút kéo một xuống. Chúng ta thì lật nè. Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một cái cách để mà hàn một cái kèo chữ A các bạn. Kèo chữ A đơn giản thì cái này mình đang làm đó là một cái kèo chữ A để gác lên đầu cột và một cái kèo chữ A để bắt vô cái bờ tường các bạn. Cái lúc trước thì đây là một cái mái che nhưng mà đã lâu lắm rồi cho nên là tháo ra, bây giờ mình sẽ làm lại. Kích thước của nó là cái chiều rộng thì 355, còn cái chiều cao thì mình lấy là 90 nha các bạn. 90 là phủ bì chưa tính đòn tay, nếu mà tính đòn tay tính máy toàn luôn là 99 nha. Là một tấc là 1 mét các bạn. Thì bây giờ thợ đang làm để mà cắt cái kèo chữ A. Thì cái kèo chữ A này rất là thông dụng nha. Hay dùng cho máy ngói nè, rồi ví dụ như là có thể là máy lập ton chả ngói các bạn. Nói chung là cái kèo chữ A này rất là thông dụng, cái kiểu làm này rất là thông dụng nha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách làm nha, mọi người theo dõi nha. Mọi người nhớ nhấn đăng ký video và nhấn chọn tất cả thông báo để mà khi mình đăng video mới lên á, thì sẽ tự động gửi thông báo đến cho các bạn nha. Mình thường hay đăng video vào cái buổi trưa các bạn, thì mọi người nhớ lên kênh của mình để mà đón xem nha. Đây cái kéo hoa đây à? Kéo bằng luôn, kéo này nè. Cái này nè, cái bằng canh bằng này nè. Thằng ý trên này hả?
Rồi. Rồi đó. Sao? Rồi. Bằng cái thằng đầu trên này nha. Bằng cái trên đi. Đầu dưới nó hơi hụt vô. Chưa. Rồi. Thank you.
Đâu? Ừ, cứ tí chấm cái ngoài đầu về dễ chỉnh nha. Ở gì hàng vô được mà. Con ngoài thôi chứ. Mấy cây nó bị lật chứ ha. Không bị lật mà là cái nền nó không đều chứ. Lạ hay gì? Này mà nay thành công không nhìn cái đó đâu.
bắn giữ con dưới gỉ trên nó căng chứ. Cu ly làm dữ quá. Không không không, bây giờ lấy tấm to nè. Cắt chim vô đây đi. Bắn con này trước, chim bắn sau. Lấy nổi không? Dạ. Giờ bắn. Cái này tôi gom tôi thải xuống dưới nha. Để bắn đi, tôi gom tôi thải từ từ xuống dưới. Rồi chưa?
Nghe không? Ngay khỏi dằn, không thì dằn sao nó chạy ra thôi. Keo nào? Keo dắt đang nhà Chí Thành đó. Cưng cáp ta làm sắt lớn này chứ ai làm sắt nhỏ.